Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm công cụ thứ hai, đó là nhóm công cụ Lasso. Nhóm Marquee thì vừa rồi nó giúp cho chúng ta tạo ra hai dạng vùng chọn cơ bản là hình ellipse và hình chữ nhật. Đấy là hình học. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng chọn những cái khu vực như thế. Có những thứ rõ ràng nó không có tính hình học như vậy. Đó. Và khi mà chúng ta cần chọn thì nó sẽ không không phải là theo hình chữ nhật, là cũng không phải theo hình ellipse. Thế thì để lựa chọn một cái khu vực nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Lasso, thì nó sẽ cho tính tùy biến cao hơn. Lasso thì cần một chút giải thích. Về nghĩa đen thì Lasso nó là cái thòng lọng. Đó. Trong phim hoặc trong cuộc sống thì các bạn hay thấy là thòng lọng thì nó dùng để quăng, nó bắt bò này, bắt ngựa, bắt cừu này, đôi khi thì bắt người, tệ hơn nữa thì treo cổ. Đấy. Nhưng mà chúng ta không cần những cái trò đó, mà chúng ta chỉ cần bắt lấy những cái điểm ảnh, những cái pixel mà chúng ta cần thôi. Và để thực hiện thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Các bạn chọn cái công cụ Lasso là công cụ đầu tiên ở trong nhóm ba công cụ Lasso này, hoặc các bạn có thể nhấn phím L để gọi nó. Sau đó thì các bạn đưa vào trong khu vực mà các bạn muốn vẽ, nhấp và giữ chuột, nhớ là giữ chuột nhé. Sau đó thì di theo cái hình mà các bạn cần, nó giống như là chúng ta quàng một cái dây xung quanh một cái đối tượng nào đó. Và với công cụ này thì chúng ta tùy biến được theo cái hình dáng của nó, cho tới khi nào điểm đầu và điểm cuối của cái đoạn mà chúng ta vẽ khép lại, nó giống như một cái vòng dây thòng lọng thắt xong thành một cái vòng khép kín, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn chạy theo cái khu vực mà chúng ta muốn lấy. Thì rõ ràng cái hình mà chúng ta vừa chọn ở đây nó chẳng phải chữ nhật mà nó cũng không phải là ellipse đó. Và hai công cụ kia thì không giúp chúng ta giải quyết cái việc chọn cái hình tùy biến như thế được. Do đó thì cái Lasso nó sẽ giúp chúng ta là lượn lên lượn xuống, qua phải qua trái, uốn éo làm sao cho nó giống được với lại cái chu vi cái hình mà chúng ta cần. Đấy thì thao tác nó đơn giản thế thôi. Nó có một cái điểm là gì ạ? Nó bắt các bạn phải giữ chuột cho tới khi nào mà điểm đầu điểm cuối thắt vào nhau thành cái vòng thòng lọng khép kín thì mới xong. Còn nếu mà trong quá trình mà các bạn đang vẽ mà các bạn vì một lý do nào đó mà các bạn bị nhả chuột ra giữa chừng thì sao? Dừng ở đâu? Thì nó sẽ tự động khép kín ở đó. Đây, ví dụ tôi đến đây, tôi vì một lý do thì trượt tay tôi nhả chuột ra thì nó sẽ tự động như vậy, nối vào đây. Đây, vẽ lại mình ngang nha. Và quy tắc thì nó cũng sẽ vẫn giống như cái kia, luôn luôn là sẽ là vẽ một vùng chọn mới thì nó sẽ tự động hủy bỏ vùng chọn cũ đi này. Đây, vẽ đến đây. Bây giờ tôi nhả chuột ra một cái là tự động điểm đầu và điểm cuối hiện tại là nó sẽ được nối thẳng vào với nhau luôn. Đấy, tất nhiên là vẽ tiếp thì tôi có thể vẽ ship, tôi vẽ tiếp cũng nữa mà. Đấy, thì nó sẽ thêm vào. Hoặc chỗ nào mà quá đà đi, ví dụ tôi vừa nãy tôi vẽ tiếp tít ra đây rồi, thì tôi có thể nhấn Alt, tôi trừ bớt đi bằng cách là vẽ một vùng chọn mới. Giao các vùng chọn cũ đâu thì nó xén đi, đúng không? Ví dụ như thế, đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng Lasso. Thì cái tính năng động của nó về mặt hình hài thì rõ ràng là cao hơn rất nhiều so với lại ellipse và hình chữ nhật vừa nãy rồi. Tuy nhiên là cái điểm yếu của nó là nó không được chính xác lắm trong quá trình vẽ. Thì đây các bạn nhìn thấy có những chỗ tôi ăn sâu vào trong, có những chỗ thì tôi lại lẹm ra ngoài, đúng không? Cái mà tôi cần là cái vệt đen đen này, nhưng mà có những lúc tôi vẫn lấy ra vùng đỏ ở ngoài, có những lúc thì lại ăn sâu quá vùng đen. Đấy, tùy biến thì cao, linh hoạt đấy, nhưng mà độ chính xác thì nó không được cao lắm đấy. Và thường thì nó dùng để giải quyết cái vấn đề là có cái tính chất là đi theo hình nhưng mà nó cũng thoang thoáng phiên phiến thôi. Đấy, tức là chọn một cách là tương đối thôi. Thế và cái này thì các bạn nhìn thấy là Feather có thể gán, đúng không? Nhưng mà về mặt nguyên tắc thì cũng cần vẽ xong rồi lúc ấy hãng dùng Feather bên trong, cũng không nên dùng cái này. Còn Anti-Aliasing thì nó cũng được tự động kích hoạt luôn,
Tại vì vẽ bằng tay này thì thường là vẽ đường cong rất là nhiều, do đó nên nó sẽ khởi động sẵn cái chế độ gọi là làm mượt cái vùng chọn một cách tự nhiên luôn. Thế đấy là công cụ Luxo thông thường nhé. Bây giờ Luxo phím tắt là L, vậy thì tôi chuyển sang công cụ thứ hai thì tôi giữ Shift và nhấn L thì nó sẽ sang công cụ gì? Nó sang công cụ gọi là Polygon Luxo hay là Luxo vẽ là rác. Thì cách vẽ như sau: để vẽ một cái đoạn nào đó có tính chất thẳng thẳng thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ Polygon Luxo này. Ví dụ đây, đoạn này cong cong này nhưng đoạn này tương đối thẳng này, thì tôi sẽ vẽ như sau: nhấp chuột một cái và nhả chuột ra. Thì tại cái điểm tôi nhấp chuột thì nó sẽ tạo ra cái điểm neo đầu tiên, và giữa điểm neo đó với lại cái đầu công cụ mà chúng ta đang sử dụng đây được nối tự động với nhau bởi một đoạn thẳng. Kéo đi đến đâu thì đoạn thẳng nó chạy theo, ngắn, dài, ngang phải, ngang trái, xuống dưới, chéo lên, vân vân. Cứ kéo đâu là nó sẽ tự động nối đến đấy, cho tới khi nào mà chúng ta đưa nó tới cái điểm thứ hai. Ở điểm thứ hai này tôi kích chuột một cái thì nó sẽ xác nhận cái điểm thứ hai, và giữa điểm thứ nhất với điểm thứ hai tự động được nối vào với nhau bằng một đoạn thẳng. Thông qua cái cách này thì chúng ta có thể là vẽ dần dần các đoạn thẳng ngắn hoặc dài tùy theo cái hình. Chỗ nào mà cảm thấy là giống đường thẳng thì chúng ta cứ sử dụng cái này mà chúng ta vẽ dần các đoạn thẳng. Đấy. Đoạn nào cong thì chúng ta có thể hoán chuyển tạm thời nó sang gì đấy ạ? Cái công cụ Luxo vào đấy. Bằng cách là gì? Giữ Alt và giữ phím tắt, giữ phím chuột trái để vẽ. Đây. Các bạn quan sát nhé. Ví dụ tôi vẽ thử một đoạn cong này. Đây, bắt đầu đặt chuột vào đây, bấm một cái, sau đó này nhấn am này, nhả chuột ra, xong lại nhấn am, giữ phím chuột này, vẽ cong. Mặc dù thì đây vẫn là công cụ gì đấy ạ, Polygon Luxo, nhưng do tôi nhấn giữ phím am và tôi giữ cái phím chuột, tôi không nhả ra thì nó vẽ giống như là cái Luxo thông thường, cũng cong như này. Còn nếu mà tôi nhả chuột ra này, nhả phím am ra này thì nó lại quay trở về cái cách làm việc của Polygon Luxo, tức là lại vẽ bằng các đoạn thẳng ngắn dần dần nối vào với nhau để chọn. Đấy, chỗ nào mà có tính chất thẳng thì chúng ta xài cái này là phù hợp. Chỗ nào cong thì vẽ bằng, đây các bạn quan sát nhé, chúng ta có thể vẽ một cái đoạn cong bằng cách như thế này, kích này, kích thả bằng cách là vẽ từng cái đoạn thẳng ngắn một xong nối dần vào với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái tương đối chạy theo cái đường cong. Đấy, từng đoạn thẳng ngắn một nối dần với nhau để mô tả đường cong. Còn đoạn nào thẳng tương đối dài thì làm sao đây? Cứ thế mà kéo thẳng theo cái hướng của nó thôi. Kích chuột rồi thả. Đấy, đoạn này mà muốn cong một đoạn này một ít thì đây, nhấn giữ A, nhấn giữ phím chuột và vẽ cong một ít cái đoạn này là xong. Đấy, đến đây nhả chuột ra, lại nhấp thả chạy theo cái đoạn thẳng tương đối dài. Đấy là cách xử lý của cái công cụ Luxo. Vẫn nhớ rằng là nếu như mà các bạn muốn đến đâu mà các bạn muốn dừng, các bạn muốn khép kín lại thì các bạn chỉ việc là gì đấy ạ, nhấp đúp chuột một cái là tự động nó sẽ khép kín lại. Hoặc nếu đang vẽ dở mà muốn kết thúc thì muốn thoát ra thì các bạn nhấn Escape để nó hủy luôn cái vùng chọn đang vẽ dở đi. Thế còn chúng ta sẽ có một làm quen công cụ thứ ba trong nhóm, đấy là công cụ Magnetic Luxo. Magnetic Luxo thì tại sao gọi là Magnetic? Thì chúng ta lại quay trở lại với cái khái niệm Magnetic, chúng ta gọi là từ tính, đúng không? Từ tính thì nó cứ gặp sắt thì sắt với từ thì nó gặp nhau thì nó hút lấy nhau. Thế thì công cụ này sẽ giúp chúng ta tự động bắt lấy cái vùng chọn xung quanh một cái chu vi của một hình nào đó. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy có một cái vấn đề không ổn lắm về mặt logic, đó là Photoshop nó không biết là ở trên cái bức hình này nó đang chứa cái gì, đâu là trời, đâu là đất, đâu là cây, đâu là người, đâu là đối tượng A, đâu là đối tượng B.
mà nó chỉ quản lý theo các pixel với lại các giá trị màu khác nhau thôi. Vậy làm sao để nó biết được đâu là đối tượng A hay đâu là đối tượng B để nó vẽ theo cái chu vi đó? Logic thì là như thế, nhưng mà chúng ta lại thấy rằng là có một logic còn đơn giản hơn. Đó là khi các đối tượng khác nhau nằm cạnh nhau thì do cái sự khác biệt về màu, do cái sự khác biệt về tương phản thì nó sẽ tạo nên một cái đường chu vi hay đường biên. Ví dụ như là chúng ta thấy là cái cây xương rồng này chẳng hạn, nó màu đen, vậy thì một cái đường biên mà cứ một bên là màu đen mà một bên là một cái màu nào đó thì nó đấy chính là gì đấy, đường biên của đối tượng thôi, và nó dựa trên cái sự khác biệt kéo dài của một cái dải màu để mà xác định được đấy chính là biên của một đối tượng. Đây là chúng ta quan sát cái cách thức mà làm việc của máy phân tích Lasso nhé. Ví dụ như là tôi muốn vẽ lấy cái đường biên của cái cây xương rồng này chẳng hạn. Vẽ bằng các công cụ kia tương đối lâu và tương đối khó, nhưng nếu bây giờ tôi sử dụng cái này thì lại rất dễ. Đây, quan sát, bấm một cái, nó xác nhận là một bên là màu đen và một bên là cái màu có tính chất vàng đỏ này đó. Bây giờ tôi chỉ cần di, nếu như mà nó phát hiện ra ở đâu có một cái dải màu đen mà kéo dài, nó sẽ tự động nó bắt vào đấy. Tương đối là chính xác. Những cái đoạn nào mà nó phân biệt không được rạch ròi lắm thì chúng ta có thể hỗ trợ nó bằng cách là thỉnh thoảng và kích chuột một tí tẹo để cho nó xác nhận lại cái điểm neo. Một khi nó xác định được điểm neo và cái biên độ màu giữa hai vế trái phải trên dưới rồi thì nó cứ thế nó bám theo các cái giá trị đấy để mà nó xử lý. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng là có những lúc thì nó sẽ lưỡng lự, nó không biết bám vào đâu. Tại vì là có những cái đoạn màu nó không được rõ ràng mạch lạc lắm thì nó sẽ do dự, nó sẽ đung đưa, nó không biết là bám vào đâu đấy. Thì lúc đấy chúng ta cần phải hỗ trợ nó một chút bằng cách là bấm vào để xác nhận lại cái màu giá trị gốc mà chúng ta cần để nó bám theo. Thế còn nếu mà màu mà tương phản tốt ấy, thì gần như là chúng ta sẽ phó mặc cho nó chạy một tí là xong thôi. Thế nhưng mà điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của nó. Do nó xác nhận bằng các giá trị mà tương phản và khác biệt về màu, nếu như gặp vào những cái đoạn mà nó cứ nhờ nhờ hoặc là nó không rõ ràng lắm về biên độ màu thì nó, đây này, ví dụ các bạn nhìn thấy đây này, tôi muốn là vẽ cái vùng chọn mà sát vào cái lề ở phía bên bên phải, đúng không? Nhưng bây giờ nó đang bị hút về phía bên trái, tại vì là cái phía bên đấy có vẻ tương phản nó tốt hơn đấy. Và như vậy thì tôi sẽ phải làm cách nào đó để tôi hỗ trợ nó đấy bằng cách là thu ngắn bớt lại, đúng không? Chỗ nào mà nó đã tự động có bám rồi thì tôi nhấn back để tôi lùi lại đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ đi các đoạn ngắn hơn và cố gắng bám và sát vào cái đối tượng. Tất nhiên còn cái nền nào mà nó rõ ràng thì cái chuyện này dễ lắm. Tương phản tốt thì gần như là các bạn chỉ việc là di xung quanh một cái là xong. Đây, tương đối dễ, nhưng mà cái này thì cũng chưa phải là cái tuyệt vời lắm đâu. Chúng ta có thể mở từ cái bài tập mà chúng ta sẽ nói với nhau nhé. Đây, lấy thử một cái bài tập. Đây các bạn quan sát này, ví dụ đây là cái ảnh mà liên quan tới bài tập mà các bạn sẽ thực hành. Các bạn nhìn đây này, ví dụ đây là cái màu vàng này nhá, màu vàng là quả dưa, màu trắng là cái nền. Bây giờ tôi chỉ việc đặt vào đây và di một cách tương đối chính xác, hầu như là nó chọn không sai sót gì đấy. Trong khi mà chúng ta sử dụng những cái công cụ khác thì còn lâu mới chạy được nhanh như thế này. Đấy thì thao tác này nó sẽ phân biệt cái biên độ màu để nó giúp chúng ta là xử lý mọi chuyện rất là nhanh. Thế thì đấy là ba cái công cụ mà chúng ta làm quen ở trong nhóm Lasso, bao gồm Lasso thường,
vẽ thì rất dễ nhưng mà độ chính xác không cao lắm, đúng không? Tùy biến rất cao nhưng mà chính xác không cao. Polygon độ chính xác cao nhưng mà nó chỉ thuận cho đường thẳng thôi. Chỗ nào mà vẽ đường cong thì nó sẽ hơi vất vả, tại vì nó phải vẽ rất nhiều đoạn thẳng ngắn để nó nối vào với nhau. Còn magnetic thì tự động bám lấy đường biên do phân biệt được cái sự tương phản và khác màu. Tuy nhiên nếu mà màu giống nhau hoặc nhờ hoặc là độ tương phản thấp thì công cụ này hay bị chạy loạn. Và trường hợp như thế thì chúng ta phải thoát ra, chúng ta hủy đi. Thoát ra thì nhấp nút để tự đóng kín cái vùng chọn lại. Còn escape là nó sẽ hủy cái vùng chọn đang vẽ dở đi để chúng ta vẽ lại bằng công cụ khác hoặc là dẫn hướng tốt hơn. Thế đấy là cái nhóm công cụ thứ hai là Luxo. Và cách dùng phím tắt thì như tôi đã giới thiệu, giữ shift nhấn phím L thì nó sẽ xoay quanh giữa các công cụ đó cho tới khi nào mà các bạn chọn được cái công cụ các bạn cần.